Một trang mạng về chiến lược quốc phòng có trụ sở ở Mỹ đăng một bài báo hôm 31 tháng 5 nói rằng Trung Quốc đã chính thức khiếu nại với Nga, Việt Nam và Hoa Kỳ sau khi Moscow đồng ý bán 50 hỏa tiễn Club trang bị trên tàu ngầm cho Hà Nội, theo tường thuật của tờ Hoàn Cầu Thời báo. Phúc trình về chiến lược nói rằng mặc dù Nga và Việt Nam đã cố tình làm giảm nhẹ tầm quan trọng của vấn đề, nhưng tới nay 28 hỏa tiễn Club đã được giao cho Việt Nam. Trung Quốc đặc biệt quan tâm bởi vì hỏa tiễn Club có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên bộ. Hiện các tàu ngầm Ấn Độ, Algeria và Việt Nam đã sử dụng các hỏa tiễn rất hiệu quả này, bất chấp một số vấn đề đã vấp phải trong các cuộc phóng hỏa tiễn thử nghiệm do Ấn Độ thực hiện hồi năm 2007. Hỏa tiễn Club nặng 2 tấn, mang theo đầu đạn nặng 200 kg, có thể được phóng từ tàu ngầm. Hỏa tiễn tăng tốc trong 15 phút cuối trước khi tới mục tiêu trong chỉ 20 giây ở cao độ 30 mét, khiến cho rất khó có thể phát hiện và phản công. Việt Nam hôm 3 tháng 6 tiếp nhận thêm 2 tàu hỏa tiễn mới được chế tạo theo mô hình của tàu Nga trong khuôn khổ các hành động mới nhất của quân đội Việt Nam để tăng cường khả năng phòng thủ trên biển, giữa lúc căng thẳng đang lên cao ở Biển Đông. Tàu hỏa tiễn mới thuộc loại Molnia được trang bị 16 hỏa tiễn có tầm bắn 130 km và trang bị nhiều khẩu pháo tự động. Các chuyên gia nhận định rằng Việt Nam đang tăng cường khả năng phòng thủ và thắt chặt quan hệ với Nhật Bản, Philippines và Hoa Kỳ trong dấu hiệu mới nhất về quyết tâm của Hà Nội chống đối những hành động gây hấn của Trung Quốc trong cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Hãng tin Reuters tường thuật rằng công nghệ vũ khí của Nga đã giúp nâng cao khả năng phòng thủ trên biển của Việt Nam.